Lại nữa, thiện nam tử nói thỉnh chuyển bánh xe pháp là hết thảy tận pháp giới hư không giới, trong hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt bụi đều có cõi Phật rộng lớn, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi cõi, niệm niệm có tất cả chư Phật, thành đẳng, chánh giác. Nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, tất cả Bồ Tát hải hội vây quanh, mà con đều dùng thương niệm ý nghiệp, đủ thứ phương tiện, ân cần khuyến thỉnh chuyển, bánh xe diệu pháp. Như vậy, cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, con luôn khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe, chánh pháp, không khi nào hết được. Niệm niệm, liên tục, không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp, không mỏi nhàn. Tôi lại nói về đạo lý thỉnh chuyển bánh xe pháp. Thiện nam tử hết thảy tận pháp giới hư không giới. Trong hạt bụi mười phương, ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt bụi đều có cõi Phật rộng lớn, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi cõi Phật, niệm niệm có tất cả chư Phật thành đẳng, chánh giác, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Đang thành Phật ở đó, tất cả Bồ Tát hải hội vây quanh Phật, mà con đều dùng thân miệng ý nghiệp, dùng đủ thứ phương tiện lời lẽ, ân cần thành khẩn, dũng mãnh tinh tấn. Khuyến thỉnh mười phương chư Phật, đại Bồ Tát, thành văn, duyên giác, chuyển bánh xe diệu pháp. Còn ân cần khuyến thỉnh chuyển bánh xe diệu pháp như vậy, cho dù cõi hư không còn nữa, cõi chúng sinh không còn nữa, nghiệp chúng sinh không còn nữa, phiền não chúng sinh cũng không còn nữa, nhưng con vẫn luôn luôn khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp, vĩnh viễn không khi nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thương miệng ý ba nghiệp của con cũng vĩnh viễn không khi nào mỏi mệt nhàm chán. Mười phương hết thảy đèn thế gian, bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề, con nay đều thỉnh mời tất cả chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng. Mười phương tức pháp giới tức mười phương, Phật là đèn ánh sáng của thế gian. Lúc trước khi thế gian chưa có Phật, thì thế giới đen tối, có một số bằng môn ngoại đạo, tà kiến thuyết pháp. Thế nào là tà kiến? Tà kiến là tri kiến, chẳng chánh đáng, dẫn người vào cảnh giới ma, khiến cho người chẳng sinh chánh tri chánh kiến, mà làm cho người sinh tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến tức là đen tối, chánh tri chánh kiến tức là ánh sáng. Trước kia tôi thường nói lờ mờ truyền lờ mờ, một truyền hai chẳng hiểu, sư phụ đọa địa ngục, đồ đệ cùng theo vào. Đây tức là tà kiến thuyết pháp. Ông ta nói người uống chút thuốc thì có thể đắc được cảnh giới hư không. Sau đó ông ta lại vì bạn chứng minh, đây tức là hư không, hư không tức là như thế, người đã chứng quả rồi, đã đắc được tứ thiền. Tứ thiền vốn rất là bình thường, chẳng có quan trọng. Ông ta thậm chí nói, người bây giờ đắc được hư không rồi, giống như Phật. Phật bất quá cũng là như thế, ông ta khiến cho người tri kiến sai lầm, chỉ dẫn vào con đường tà, cho nên nói lờ mờ, chính ông ta cũng chẳng minh bạch, hồ đồ. Tuy ông ta hồ đồ, mà cũng có người
theo ông ta học hồ đồ, cho nên gọi là lờ mờ, truyền lờ mờ. Một người truyền biến thành hai người đều không hiểu. Tại sao hai người đều không hiểu? Vì đem cái người không hiểu truyền cho người không hiểu, do đó thành hai người đều không hiểu. Đây cũng là kẻ dẫn đường. Mình đã mù rồi, mang theo người không có con mắt. Người không có con mắt đó cho rằng ông ta có con mắt, chẳng biết rằng chính ông ta cũng nhìn chẳng thấy đường. Nhưng ông ta muốn gạt người, đây gọi là một truyền hai không hiểu. Vì ông ta đã không biết tu hành như thế nào, hồ đồ chạy xuống địa ngục, đệ tử nghĩ theo sư phụ sẽ không sai, cho nên đi theo sư phụ, thầy trò gặp nhau ở dưới địa ngục, cho nên nói đồ đệ cùng theo vào. Sư phụ nhìn thấy đệ tử bèn hỏi, người xuống đây làm gì? Đồ đệ đáp, sư phụ xuống, làm đệ tử đương nhiên cũng phải xuống theo. Đây là chỗ nào vậy? Sư phụ nói, hiện tại ta cũng không hiểu biết rõ lắm, không biết ở đây là thế giới Phật nào. Đợi một chút thì ngạ quỷ Dạ Xoa đến bèn nói, nhà ngươi làm sư phụ mà chẳng dạy đồ đệ cho tốt, cứ nói dối lường gạt người. Tốt lắm, ở đây là địa ngục cắt lưỡi, đồ đệ chẳng có gạt người, nhưng cứ làm chuyện xấu, bỏ nó vào trong chảo dầu sôi đi. Đồ đệ nói, hỏng hết rồi, ông gạt người đọa vào địa ngục cắt lưỡi, đây là tội của ông đáng có, vì nhận làm ông, chúng tôi theo ông học hồ đồ, tạo ra rất nhiều lỗi lầm, bị nấu trong chảo dầu sôi, tội này thật chẳng tốt chút nào. Sư phụ nói, ta cũng chẳng có cách gì hơn, ta cứu chẳng được các người, chính ta cũng cứu không được ta. Cho nên, một vị sư phụ mang theo một số khí phần ma quỷ của đồ đệ, đều chạy xuống địa ngục, tà kiến thuyết pháp, lừa người đi xuống địa ngục. Chúng ta tu hành, phải tìm vị thiện tri thức. Thiện tri thức, tức là người có trí huệ, người thông minh sáng suốt. Chúng ta học đạo, phải học theo người thông minh, đừng học theo người ngu si. Lý luận của người thông minh thì đúng đắn, chẳng dẫn dắt người vào đường tà. Trước khi Phật chưa ra đời, trên thế gian đều là những sư phụ, hồ đồ truyền hồ đồ. Khi Phật ra đời rồi, thì như ánh sáng mặt trời chiếu sáng thế gian. Ai là bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề? Bồ Đề là gì? Bồ Đề tức là giác đạo. Giác đạo là gì? Giác ngộ. Tất cả việc ác đều không làm, tất cả nghiệp thiện đều phải làm, tức là giác đạo. Giác đạo là tiết tiết cao, Bồ Đề cũng nên như thế, từng bước cao hơn, phải từng bước thăng đi lên, từ phàm phu đến thành Phật, gọi là Bồ Đề. Nhưng từng bước đi xuống là giác đường ác, từng bước thăng lên, giác đường lành. Do đó có câu, quần tử đi lên, tiểu nhân đi xuống. Bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề, tức là Phật ban đầu thành tựu Bồ Đề. Vị Phật ban đầu này làm thế nào thành? Chúng ta đều biết tụng kinh niệm chú là tu hành, hành Bồ Tát Đạo, lục độ vạn hạnh đều là tu hành. Nhưng lúc ban đầu trước khi có Phật, chẳng có ai biết lục độ vạn hạnh, cũng chẳng có ai biết tu hành như thế nào, cũng chẳng có kinh tụng, cũng chẳng có chú để niệm. Vậy làm thế nào mà thành Phật? Vị Phật ban đầu vô lượng, kiếp về trước, tức là vị Phật khai mở thế giới, bổn lai tức là Phật, ngài cũng không cần niệm. Tại sao? Vì bổn lai tức là Phật. Cho nên, cũng không thể nói là Phật ban đầu. Ai thành tựu đạo nghiệp, thì người đó là bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề. Phật ban đầu, bổn lai đã có, hiện tại con đều thỉnh mời chư Phật mười phương ba đời, và vị Phật ban đầu thành tựu, ở lâu nơi thế gian, thỉnh Phật chuyển bánh xe diệu pháp. Chuyển bánh xe diệu pháp cao thượng, không thể nghĩ bàn. Chẳng có gì cao hơn được. Giảng kinh thuyết pháp, tụng kinh trì chú in kinh, đều là chuyển bánh xe pháp. Đây đều là bánh xe diệu pháp,
nhìn thấy được. Kỳ thực bánh xe Diệu Pháp vốn chẳng nhìn thấy được, nghĩ cũng nghĩ không ra. Bánh xe Diệu Pháp là lời nói, đã bặt. Nói chẳng ra, ngươi tâm hành đã diệt, trong tâm bạn nghĩ muốn đi con đường này cũng chẳng còn nữa. Cho nên nói, miệng miệng muốn nói lời không còn nữa, miệng muốn nói mà chẳng còn lời gì để nói, tâm muốn duyên mà tư lự đã mất, trong tâm bạn muốn nghĩ tưởng nhưng tư lự đều chẳng còn nữa. Đây là chân chánh chuyển bánh xe pháp vi diệu. Đây là bánh xe pháp vi diệu, không thể nghĩ bàn. Nếu có người nói, tôi chẳng nhìn thấy Phật ở đời, bạn chẳng nhìn thấy, thứ nhất là do nơi bạn đi quá nhỏ hẹp. Có người nói, mỗi nơi tôi đi qua trên thế giới này cũng chẳng nhìn thấy Phật chuyển bánh xe diệu pháp. Bạn đi khắp thế giới, nhưng bạn có đi đến trong hư không chưa? Trong hư không có Phật đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn muốn nhìn thấy Phật chuyển bánh xe diệu pháp, thì hãy đi đến trong hư không. Bạn ngồi hỏa tiễn đi đến mặt trăng, cũng chưa nhìn thấy được, bạn nhìn không thấy, phải chăng là không có? Chẳng phải, bạn nhìn không thấy nhiều thứ lắm, chuyển bánh xe diệu pháp không nhất định nhìn thấy được. Hơn nữa trên trời có chư Phật đang chuyển bánh xe diệu pháp, bạn cũng nhìn chẳng thấy, cho nên bạn không thể nói nhìn không thấy thì chẳng có. Thế gian chẳng có chỗ nào mà chẳng phải đang chuyển bánh xe diệu pháp. Bạn minh bạch được thì tất cả hết thảy đều đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn không minh bạch thì dù có chuyển bánh xe diệu pháp, bạn cũng chẳng biết đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn giác ngộ rồi, thì nhìn thế giới, hết thảy tất cả, xâm la vạn tượng, tì báo chánh báo, chẳng có cái gì mà không chuyển bánh xe diệu pháp. Do đó có câu, nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp, đây tức là chuyển bánh xe diệu pháp. Ha ha ha,